Đàn heo kêu cứu. Nhờ có tiếng chuông chùa mà ngày nào mình cũng dậy đúng giờ để đi thịt lợn. Thật lòng cảm ơn sư thầy rất nhiều. Mày tới số rồi, xin lỗi, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo nên tao mới làm nghề này. Kiếp sau mong mày được làm người. Cho tôi 3 lạng thịt nhé. Vâng, có ngay. Khá lắm, ngày mai chú mày được lên đường rồi. Ôi. Dạ, con xin lỗi thầy. Tại con buồn ngủ quá ạ. Thôi được rồi, dù sao cũng muộn rồi. Con về phòng nghỉ đi, sáng mai còn dậy sớm gõ chuông chùa nữa. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Bẩm thầy, xin thầy cứu mạng. A-di-đà Phật, cứu mạng ư? Bần tăng phải làm gì đây? Ngày mai xin thầy hãy cho đánh chuông chậm lại. Như vậy mẹ con chúng tôi rất đội ơn. Đánh chuông chậm lại ư? Thì ra chỉ là một giấc mơ ư? Nhưng ta cứ có cảm giác nó là thật. Hãy đợi đã. Thầy, sao thầy không tụng kinh trong chùa? Thầy cứ để con gõ chuông cho xong đã. Gượm đã, hôm nay con hãy đánh chuông chậm lại khoảng 2 canh giờ. Chậm lại 2 canh giờ ư thưa thầy? Nhưng làm thế để làm gì ạ? Ta cũng không biết làm thế để làm gì, nhưng lòng ta mách bảo ta nhất định phải làm vậy. Cái gì? Trời sáng rồi ư? Trời ạ, trời sáng rồi. Mà rõ ràng nghe tiếng chuông mình dậy luôn. Sao trời lại sáng được? Nhất định là nhà chùa thay đổi giờ đánh chuông rồi. Giờ mà thịt lợn thì bán cho ai ngoài chợ chứ? Phải lên chùa, nhất định phải gặp sư thầy hỏi cho ra lẽ mới được. Bẩm thầy, hà cớ làm sao mà hôm nay thầy cho gõ chuông chùa muộn vậy? Làm con nhỡ mất việc làm ăn. Thật tình ta cũng không muốn làm như thế, vì ta nghĩ mọi người cũng quen giờ với tiếng chuông chùa rồi. Nhưng đêm qua ta có mơ một giấc mơ. Một người đàn bà dẫn theo 5 đứa con nhỏ tới trước mặt ta, cầu xin ta gõ chuông chùa muộn hơn một chút. Thật vậy ư? Đúng vậy, ta lấy làm lạ, nhưng cũng không biết sự tình thế nào. Đành phải đánh chuông chùa muộn hơn 2 canh. Không biết đã làm lỡ mất việc làm ăn của ông. Thấy người đàn bà với 5 đứa con ư? Giấc mơ đó là gì chứ? Cái gì thế này? Đây là con lợn ta định thịt hôm qua mà. Chuyện này là thế nào? Nhất định là linh hồn người đàn bà ẩn trong con lợn cái đã tìm cách cứu bầy con của mình khỏi chết nên đã đến báo mộng cho ta. Suýt chút nữa bàn tay này đã giết chết cả 5 sinh mạng bé nhỏ. Con vật nào cũng có sinh mệnh của nó, cũng có tình thương đối với con của mình giống như con người vậy. Vậy mà bàn tay của tôi đã từng vấy máu biết bao nhiêu sinh mạng. Thưa thầy, tôi muốn bỏ nghề, từ giờ tôi sẽ không giết lợn nữa. Xin thầy cho tôi được chôn con dao bầu từng đi theo mình giết lợn ở trong vườn chùa. Có lẽ như vậy, tâm hồn tôi mới được thanh thản. Nhờ con lợn đó mình mới thức tỉnh, từ giờ bàn tay này sẽ không vấy máu một lần nào nữa. Sau này, tại chỗ bác đồ tể đã chôn con dao, bỗng mọc lên một cây có lá đỏ như máu và ngọn như lưỡi dao bầu, và người ta gọi nó là
cây huyết dụ. Nụ cười của thiên thần. À, mẹ đã về. Ôi, sao giờ này mà con vẫn còn thức vậy? Mau vào phòng ngủ đi. Mẹ, mẹ ơi, hôm nay ở lớp cả ngày mẹ làm việc mệt quá rồi, không còn sức lực nào nữa đâu. Đi ngủ thôi con. Mẹ ơi, hôm qua ở lớp con... Ôi, sáng nay có buổi họp quan trọng, mẹ sắp muộn mất rồi. Mẹ phải đi ngay đây. À, phải rồi, mình phải đi tìm gặp thiên thần, chắc chắn người sẽ mỉm cười với mình. Ôi, cuối cùng cũng xong, nhanh về nhà thôi. Mấy ngày nay bận quá, không có thời gian quan tâm đến con trai yêu quý rồi. Con trai ơi! Con trai à! Mẹ ơi, con đi tìm thiên thần, gặp được người xong con sẽ trở về, mẹ đừng lo lắng nha. Trời ơi! Mình vẫn hay kể cho con nghe chuyện về các thiên thần. Chắc thằng bé tưởng thiên thần có thật nên đi tìm. Bây giờ biết làm sao đây? Biết tìm gặp thiên thần ở đâu đây? Cháu chào bà ạ. Bà chào cháu. Cháu thật đáng yêu, chẳng khác gì những chú chim bồ câu này. Cháu mời bà ăn bánh ạ. Bà ơi, muộn rồi, cháu phải về đây. Ừ, tạm biệt cháu yêu. Ôi, bà đẹp quá. Thật vậy sao, cảm ơn cháu nha. Mẹ đi đâu về muộn thế? Mẹ đi gặp thiên thần con ạ. Mẹ đã ăn bánh cùng với thiên thần bên cạnh những chú chim bồ câu. Con biết không, người trẻ trung hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Con chào mẹ. Trời ơi, con đi đâu thế? Điều gì đã làm con hạnh phúc vậy hả? Hôm nay con đã ăn trưa với thiên thần. Thiên thần đã ngồi cùng con đến tận chiều tối và cùng con cho chim ăn đấy. Thật vậy sao con? Dạ, mẹ biết không, người có nụ cười lấp lánh nhất trên đời luôn. Thế gặp thiên thần xong con thấy thế nào? Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc, giá như ngày nào con cũng gặp được người. Bây giờ mẹ cũng đã biết thiên thần trông như thế nào rồi. Con chính là thiên thần bé nhỏ của mẹ. Mà mẹ ơi, nụ cười của thiên thần trông cũng rất giống với nụ cười của mẹ. Chọn một cách nhìn khác. A! 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 Cái gì thế? Cái gì thế? Chỉ là một cành cây khô rơi thôi mà. Nhát gan đến thế là cùng. Bạn Thỏ Đế ơi, lên đây chơi với bọn mình này. Sao lại trốn vào hang thế? Leo leo Thỏ Đế, muốn đời vẫn cứ là đệ nhất nhát. Leo leo leo. Leo leo leo. Leo leo leo. Tại sao đến cả hai con sóc nhỏ bé cũng có thể chế giễu mình? Sao mình sinh ra lại đã là thỏ chứ?
nữa thì mất mạng rồi còn đâu. Ừ, thật là may quá. Hai cậu cũng chạy trốn vào đây phải không? Chúng ta thật đen đủi khi sinh ra là loài thỏ đúng không? Ừ, nghe thấy, nhìn thấy rất nhiều nguy hiểm rình rập xung quanh. Đúng vậy, mà sao chỉ có loài thỏ chúng mình hay nghe thấy tiếng động dù là nhỏ nhất thế nhỉ? Lúc thì tiếng hổ, lúc thì tiếng chó săn. Thôi, cứ cẩn thận là hơn, chạy trốn là hay nhất. Sao lúc nào chúng ta cũng phải chạy trốn? Cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng bị nguy hiểm rình rập thế này mọi người nhỉ? Ừ, đúng đấy, cả ngày luôn phải vểnh tai lên để lắng nghe, lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Đúng đó, thậm chí chúng ta cũng không thể có được một giấc ngủ trọn vẹn. Tôi thật sự rất chán ghét bản thân mình, ngay cả đến loài sóc cũng có thể chế giễu sự nhát gan của tôi. Chúng ta không chết vì loài người thì cũng chết vì lũ chó, vì đại bàng, vì những con thú khác nữa. Thế thì thà chết quách một lần cho xong. Nào, đi thôi mọi người, kết thúc cuộc sống bất hạnh này đi. Tiếng gì thế? Không biết nữa, nhưng hình như đông lắm. Sợ cả chúng ta nữa kìa. Hãy quay về thôi, tự tử như thế này thật là ngốc nghếch quá. Ừ, phải đấy, thật ngu ngốc khi kéo cả lũ đi tự tử thế này. Về thôi các bạn ơi. Con người ta đôi khi cũng vậy, chỉ nhìn thấy khía cạnh tiêu cực của vấn đề mà trở nên chán chường, nhục chí. Hãy tự hào vì tất cả những gì bạn đang có và luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện chúng. Lựa chọn một con đường. Thưa ba mẹ, con đã về. Sao ba mẹ có vẻ căng thẳng thế ạ? Ồ, bà Varoti, con về thật đúng lúc. Ba mẹ đang có chút tranh cãi về việc của con. Việc của con? Đúng, là việc quyết định nghề nghiệp của con. Ba muốn con đi hát, trở thành một ca sĩ. Mẹ con thì muốn con trở thành một thầy giáo theo đúng chuyên ngành con được đào tạo. Con trai, mẹ rất mong con có được một tương lai vững vàng. Con đã mất 4 năm học và tốt nghiệp xuất sắc ngành sư phạm. Con hoàn toàn có thể trở thành một thầy giáo được xã hội kính trọng. Nghề ca sĩ quá ư phù phiếm. Mẹ không muốn con mạo hiểm cuộc đời mình cho một tương lai bấp bênh như vậy. Thế bà không nghĩ đến ước mơ và năng khiếu của con hay sao? Nó đam mê âm nhạc từ bé, lại có giọng hát tuyệt vời. Mọi người đều công nhận điều đó. Chẳng nhẽ bà muốn nó chôn vùi tài năng để làm một công việc nó không hề yêu thích. Ông không muốn nó có một cuộc sống đàng hoàng tử tế, mà muốn nó nay đây mai đó. Tất cả chỉ để cho cái sở thích nhất thời của ông và thằng bé hay sao? Con xin ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Con xin phép có một chút thời gian để suy nghĩ. Con chào ba mẹ. Thật là khó nghĩ. Ta rất yêu ca hát, nhưng ta lại theo học và tốt nghiệp loại giỏi ngành sư phạm. Ba ta mong ta được thể hiện khả năng, ước mơ của mình. Còn mẹ ta mong ta có cuộc đời bình yên. Bản thân ta thì... Ôi, ta không biết nữa. Ta rất muốn hỏi ý kiến của một ai đó. Biết đâu người này lại có được lời khuyên hữu ích cho ta. Ông ơi, cháu đang có việc muốn hỏi ông. Bà cháu muốn cháu trở thành một ca sĩ, còn mẹ cháu muốn cháu trở thành thầy giáo. Nếu ông là cháu, ông sẽ chọn nghề nào? Nếu là tôi muốn trở thành thầy giáo.
Tôi muốn là một người có tri thức, một công việc nhẹ nhàng và được mọi người kính trọng. Chẳng nhẽ mình làm việc chỉ vì công việc đó nhàn nhã và chỉ để có được sự kính trọng của mọi người. Cảm ơn ông, chào ông ạ. Phải rồi, mình thử hỏi cô gái trẻ này xem sao. Chào cô. Xin lỗi cô, tôi đang có điều khó nghĩ. Tôi đang phải lựa chọn để trở thành ca sĩ hoặc là một thầy giáo. Cô bảo tôi nên đi theo con đường nào? Ồ, nếu là anh, tôi sẽ trở thành một ca sĩ. Tôi muốn có nhiều danh tiếng và tiền bạc. Ồ, danh tiếng và tiền bạc. Xưa nay, mình đi hát đâu có vị danh tiếng và tiền bạc. Cảm ơn cô, chào cô. Giáo viên hay ca sĩ? Ca sĩ hay giáo viên? Ôi, mình điên đầu lên mất. Giá như mình có thể làm cả hai nghề cơ mà. Phải rồi, vừa đi dạy học, vừa đi hát. Nhưng liệu mình có đảm đương được một lúc hai nghề được không? Thôi, việc này không thể nghĩ ngay được. Thật mệt mỏi. Ta chợp mắt một lát đã. Này bé con, ta bị ngã xuống nước thật đáng thương mà mi còn cười được à? Tôi cười vì cái cách anh bước trên cầu trông chả ra làm sao cả. Cả hai tấm ván đều to như thế, anh chỉ việc bước lên một tấm mà đi thẳng đến bờ bên này, dễ dàng hết sức. Ấy vậy mà anh cố sức đi trên cả hai tấm ván để rồi bị ngã. Đúng, người ta cho hai tấm ván không có nghĩa là ta phải đi trên cả hai tấm ván ấy. Ta biết rồi, muốn đi tới đích của mình, ta chỉ có thể chọn một. Ta sẽ đi theo con đường trái tim ta mách bảo. Ta sẽ trở thành một ca sĩ. Pavarotti đã hát bằng cả trái tim mình. Ông trở thành một ca sĩ opera vĩ đại nhất thế giới, được người đời mệnh danh là ông vua của dòng nhạc opera. Vậy mới biết, cách duy nhất đi đến thành công là lựa chọn cho mình một con đường, dâng hiến hết sức lực và tâm huyết đi trọn con đường đó. Chim ưng dạy con. Thank you.
cứ từ đời này qua đời khác, chim ưng mẹ vẫn dạy con như vậy. Dòng họ chim ưng ngày qua ngày vẫn phát triển và ngày càng trở nên mạnh mẽ. Đó chính là quy luật đào thải của tự nhiên. Chỉ có người giỏi nhất mới có thể tồn tại được trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!